Chào các bạn, hôm nay tôi hướng dẫn các bạn móc dây trang trí với mẫu như vậy. Các bạn móc lên 3 bính. Sau đó các bạn móc thêm 2 bính. Các bạn móc 1 mũi kép. Móc 2 bính. Một mũi kép. Các bạn có thể để như vậy để làm dây bột áo hay là dây của túi xách hay là dây của vai áo. Nếu các bạn muốn cho nó dày hơn thì các bạn móc tiếp. Móc vào đây 2 mũi đơn. Và ngay cái phần đầu này các bạn sẽ móc lên 6 mũi đơn. Mũi đơn thứ tư, thứ năm,
Ta đã hoàn thành xong dây trang trí. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.